20 tháng 6, thời điểm bước ngoặt đô la Mỹ trao đảo, đầu phiên giao dịch ngày 20 tháng 6, giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chỉ số Mỹ đô la index, DXC, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, ron Thụy Điển, phờ giang Thụy Sĩ, đứng ở mức 97,51 điểm, đô la Mỹ đứng ở mức 1 euro đổi 1,1204 đô la Mỹ. 108,48 yên đổi 1 đô la Mỹ và 1,2597 đô la Mỹ đổi 1 bảng Anh. Đầu giờ sáng, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới trao đảo trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về một sự thay đổi chính sách của nước Mỹ. Đồng bạc xanh tăng sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, Mario Draghi bất ngờ phát đi tín hiệu cho biết, ECB sẵn sàng cắt giảm lãi suất và tái khởi động chương trình mua trái phiếu để hỗ trợ nền kinh tế nếu cần thiết nhưng usd quay đầu giảm khá nhanh giới đầu tư hiện vẫn đánh cực vào khả năng cục dự trữ liên bang mỹ fed sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế thị trường hiện tại đang chờ kết quả cuộc gặp cấp cao giữa ông donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình tại nhật vào cuối tháng này với hy vọng mỹ và trung quốc có thể tiếp tục các vòng đàm phán để tìm giải pháp giải quyết xung đột thương mại đô la mỹ được hỗ trợ bởi bất ổn và căng thẳng địa chính trị tại trung đông sau khi ông donald trump cảnh báo nguy cơ chiến tranh với iran Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc hành động quân sự với Iran để ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân ngay sau khi Tehran thông báo về khả năng rút khỏi thỏa thuận năm 2015. Trên thị trường trong nước viên ngày 19 tháng 6, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng ở một số ngân hàng phổ biến ở mức 23.255 đồng trên đô la Mỹ và 23.375 đồng trên đô la Mỹ. Tới cuối phiên 19 tháng 6, Vietcombank và BIDV là 23.255 đồng trên đô la Mỹ và 23.375 đồng trên đô la Mỹ. Việt Tin Bành, 23.256 đồng trên đô la Mỹ và 23.376 đồng trên đô la Mỹ. Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 435 đến 460 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chốt phiên giao dịch 19 trên 6, tỷ giá euro đứng ở mức 25.749 đồng, mua vào, và 26.502, bán ra, tỷ giá bảng Anh, 28.948 đồng, mua vào